Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp gập bánh 20 inch đến từ thương hiệu của Dahon, một thương hiệu mà sản xuất xe đạp gập gọi như là tốt nhất thế giới hiện nay, thương hiệu của Mỹ. Xe thì đang được bán bên em mức giá chỉ còn là 5.800.000. Được sử dụng bộ khung thép và có hai giảm sóc các bác nhé, một cái giảm sóc ở khung xe và buộc trước. Xe thiết kế cực kỳ là độc đáo cho các bác mà muốn tìm kiếm một chiếc xe độc lạ đẹp để đi thể dục trong phố, rất là tiện lợi. Và cái dòng đập xe đập cặp này thì rất là nhỏ gọn cho các bác mà muốn sử dụng để đi du lịch này. Các bác có thể gập muộn lại và cho lên ô tô, lên xe ô tô và đến nơi du lịch bỏ ra để đạp ngắm cảnh hay là thể dục, rất là gọn gàng. Sử dụng bộ đề Shimano 6 lít và một đĩa đạp các bác nhé. Thương hiệu của Mỹ, các bác có thể lấy từ Mỹ này. Nước sơn nguyên bản luôn các bác nhá. Đấy, còn rất là đẹp. Tổng thể xe thì cực kỳ là mới, từ nước sơn này, cũng như là không có vết xước nào đáng kể trên khung này. Và cặp lốp, lốp này là chủ cũ họ đi là chắc chắn là rất là ít này. Cũng còn mấy cái ba vía cao su thừa này. Giảm sóc trước sau rất là đẹp. Bên trên ghi lông này được sử dụng là bộ tay vặn đứt vặn Shimano các nhé. Giờ nếu chiếc xe gập thì nó có những cái cơ chế gập rất là hay, tức là trên khung và cổ phốt này hay là bê đa này, thì lát nữa em sẽ có một cái clip ngắn để gập hướng dẫn các bác gập chiếc xe này lại. Và có một cái điểm hay nữa là cái yên này các bác có thể đưa lên rất là cao, và kể cả là cái cổ phốt này, cái ghi đông này cũng rất là cao nên nó phù hợp cho rất nhiều chiều cao, từ khoảng 1m45, tại vì là nó có cái giảm sóc giữa đây, nó sẽ hạn chế đi cái phần cột yên. Thì xe này cũng phải được từ khoảng 1m45, nó khoảng 1m75-80 đi cũng rất là vừa. Sử dụng bộ phanh V bê đa này cũng gặp được luôn các bác nhé. Rất là mới và cực kỳ là đẹp, độc đáo. Bây giờ em sẽ quay cho các bác cái đoạn em gặp chiếc xe này để hướng dẫn các bác gặp. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Thì chiếc xe này nó có những cái lẫy để các bác đẩy cái lẫy ra. Ra là nó gặp cái này nó là lưới phải á, gặp đôi lại nhé. Và dưới này xe là có một cái xiên sắt trắng. Cái này là cái chung cư nó không có diện tích để xe. Ngay cả cái bê đa này cũng gặp được các nhé, nó kéo cái phần này, nó có cái kéo này. Gặp được lại luôn. Đó.
xong. Và xe thì đang được bán bên em mức giá chỉ có là 5.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.